Em vào lấy tân không? Vâng, em có thể giúp gì được cho anh ạ? Ngoài ban công nhà anh, như có ai đang lạch cạch ở bên ngoài, em báo bảo vệ lên tầng 16 kiểm tra giúp anh nhé. Vâng, anh cứ bình tĩnh ạ. Anh vui lòng cho em xin số phòng và số điện thoại liên hệ của anh, được không ạ? Anh là Tâm, ở phòng 1602, nhà B. Có gì em liên lạc anh theo số anh 098-239-1407. Vâng, anh yên tâm ạ. Em sẽ báo bộ phận an ninh lên ngay vị trí căn hộ nhà mình để kiểm tra. Chỉ 5 phút là bộ phận an ninh đã có mặt rồi đấy ạ. Ừ, lên ngay đi, anh cảm ơn. Vâng ạ, em cảm ơn anh. Em chào anh ạ. Alo, anh Hoan, ca trưởng bộ phận an ninh đúng không ạ? Vâng, bộ phận an ninh xin nghe. Anh ơi, hiện tại ở tầng 16 nhà B, vị trí ban công căn hộ 1602 có tiếng động lạ. Anh vui lòng điều nhân viên lên kiểm tra giúp em được không ạ? Tầng 16 nhà B, căn hộ B1602 có tiếng động lạ. Anh sẽ báo người lên kiểm tra ngay. Cảm ơn em, chào em. Vâng, em cảm ơn anh, em chào anh ạ. Dạ, anh Tâm cũng không ạ? Ừ, anh nghe đây. Dạ, em gọi cho anh từ bộ phận lễ tân của tòa nhà Sky City ạ. Anh Tâm ơi, bộ phận an ninh đã lên kiểm tra khu vực ngoài ban công nhà mình rồi đúng không ạ? Có vấn đề gì không ạ anh? Bên an ninh đã lên kiểm tra rất cẩn thận cho khu vực ban công nhà anh rồi. Anh cũng yên tâm rồi, cảm ơn em.